tập mạng kéo dài trên Instagram, WhatsApp và Messenger. Từ tối mùng 3 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Facebook gặp sự cố dẫn tới không thể tải ảnh, video và dữ liệu khác trên các ứng dụng của mạng xã hội này bao gồm Facebook, Messenger, WhatsApp và Instagram. Công ty cho hay đã biết về vấn đề và tìm cách khắc phục để mọi thứ quay về bình thường nhanh nhất có thể. Về nguyên nhân gây ra gián đoạn dịch vụ, Facebook đổ lỗi cho vấn đề phát sinh trong hoạt động bảo trì thông thường, khoảng 6 giờ 49 sáng ngày mùng 4 tháng 7. Facebook đang cập nhật trên Twitter thông báo sự cố đã được giải quyết và khôi phục 100% với tất cả mọi người. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện. Lỗi trên Instagram cũng được xử lý xong. Sự cố gián đoạn trên Facebook kéo dài nhiều tiếng. Nó không ảnh hưởng đến tất cả hình ảnh nhưng nhiều ảnh trở nên trắng trơn, không có nội dung gì. Một số người than phiền không thể tải tin nhắn trong Messenger. Các ứng dụng và website thường gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ do tính chất phức tạp nhưng khi hợp lại, chúng lại gây tác động lớn. Sự cố của Facebook ảnh hưởng đến hàng loạt ứng dụng phổ biến và có hàng tỷ người dùng sử dụng, chúng vô cùng quan trọng cả về phương diện liên lạc lẫn kinh doanh. Vì vậy, một khi Facebook sập, cộng đồng mạng lại được một phen tán loạn.